thôi chứ giả. Quay hết rồi á, nhìn nó đẹp. Mày cái trái trên cây đó, cây trái bự bự luôn nghe không? Thấy. Cái đó bằng lăng đó. Nó bằng cây á. Bằng giả. Như vậy. Cái này về miền Tây mà mùa nước nổi nha bà con, đi với mấy ông anh với mấy bà chị nha bà con. Hello, hello, hello. Cái này là anh ba. Hello. Con của cậu. Rồi cái chị mà đội nón màu ai da lá cây không vậy? Cái bà chị đội nón màu là bà chị thứ hai. Trời ơi, nước này không đem phao theo có gì chìm nó tôm lỗi trời. Nắng đem phao theo nó chìm nha. Ông nội đó ngồi vẽ xuống cái trời. Ngồi đi chứ vẽ gì ngồi đi. Lui lên sang chút. Nè. Chuyện thiệt đó chứ không chuyện đâu. Rõ nó đâu có vững đâu. Bà mẹ gì cái kìa. Lấy sao ngang chìm coi cái là con trai tổng nha. Okay. Mà nói sao nó này. Tôi quay đầu là tôi bơi. Còn là dừng không biết bơi không? Không biết. Đây tao bơi cho. Quay đầu lại bơi nó mới tận. Trời ơi, cái mũi đó này lái nè. Lái bơi không? Gỡ cái lái lên rồi bơi nó lỗi. Có đang quay mà. Quay mặt rồi đẳng á. Còn mấy quay ngồi quay mặt rồi đẳng á. Đó quay bình thường, có quay bình thường. Quay đó. Quay sao rồi? Nè, đây nè. Chùa đi, tôi bơi xuống tới đất tôi dưới luôn. Cái này là ở ngoài đồng á bà con, mà mùa nước nổi á rồi nước nó lên như vậy nè. Có lương không? Có lương không? Có cá lau kiến không? Cái khu vực này thì là ruộng không hả? Không cho. Cá lau kiến không ta này. Người ta tác dụng tác trình ta mới có cá lau kiến, còn mấy ta kéo cà, kéo cái cạo. Có kiến gì nước gì đâu hả? Cá lau kiến. Không hầu ô rau muống cho nó mập. Nè rau muống nè. Đó hái được nè. Cái món này nấu chua. Thì ta hái không tới tới mình cũng hái được vậy đó. Thì mua rau. Ừ, ở đây hết có mua rau lắm. Tại rau thiên nhiên mà. Cái món này ăn nó mềm nè. Nước nhiều anh ba. À. Nước bạc cũng mặn vô. Quay đẹp không không? Đẹp. Đâu từ cái mặt đâu? Ở đâu cả nhà? Hôm nay La Quỳnh đi miền Tây nha. Bị đi xong nước cái nước cho muốn nè, đi bằng chiếc giò lại cho xíu à. Mùa nước nổi. Rồi gì không sợ cũng chết luôn. Mùa nước nổi. Sợ gì trời. Trời ơi, đó là muốn cái trời nè. Anh em tắp vô đi ra em hái cho. Hái chút mình về bóc gỏi đi biển. Ôi má ơi. Trời, không có cho gì. Sao đâu, cái vỏ Vika nó đâu có nhiều nước. Thì ra mình nghiêng nó mới.
sao cho nghe nó đâu có vô nước còn sợ. Này vơi xuống nhận thanh chú gần nè. Đó ngoài đó đó, ngoài trời trần mà đúc đó đấy. Quá rồi, dân Sài Gòn về gặp rau muống miền Tây quá hái rồi bà con ơi. Hái tới gốc luôn rồi. Không chừa. Bỏ cái bên hai á. Không chừa gì á. Cái này rau muống nó non lắm. Hái là bụt. Cái đó bỏ máy lên cho người ta biết. Cái giò đi. Có gì nói nha trời. Có cô tới đâu? Không có thì muốn ăn. Vậy đó. Cũng sâu rồi thầy nè. Nó tới đâu nè. Ở trên khước nước nè. Cũng sâu lắm chứ bộ. Hai. Quay hai bà chị vậy hả? Có. Phải giữ không? Quá hái rồi. Hái đêm này sao mà ở miền Tây còn rau muống nữa. Hả? Hái đêm này miền Tây tôi sao còn rau muống nữa đây. Thôi lâu lâu nhường đi. Lâu nhường đi. Cái thảo nó có việc. Nó muốn ở cả nhà ơi, nó muốn ở 10 giờ nó nổi rồi cả nhà. Cái xuồng này thúi cua quá à. Để cua gì nó thúi vậy? Phải đại cá. Bằng mấy cá hết luôn. Nó phải hôi rồi. Đâu phải vệ sinh như mình đâu. Mình thì vệ sinh cái bà này ít có vệ sinh lắm. Ủa này hiếm lắm nha thôi. Hiếm lắm. Hái đủ ăn thôi để dành mùa sau nữa. Hái đủ ăn rồi. Anh mấy con ốc này là cái gì? Ốc bu vàng. Ốc bu vàng. Bạn cái mặt thôi không? Ủa nói gì mà có ốc bu vàng hả? Ốc này cả nhà. Có thấy đâu muốn rồi bắt ốc luôn ha. Bắt cua luôn. Trời ơi, tài vàng chuyện giấc chứ mà mò. Trời. Lỏng nó đeo nó dớt xuống rồi không ai mò được đó nha. Bên đây là có hai. Dụng nước đây làm dấu tới muốn mùa nó giật xuống ra kiếm á. Đây nè, ngày nào ta cũng hái gì. Ờ đúng rồi. Rồi có dằn người ta hái đi bán nữa. Ờ đâu phải hái đâu. Muốn đồng nó ngon lắm. Sao muốn đồng nó ngon hơn. Cho muốn trồng. Cho muốn trồng ăn không ngon mà muốn đồng. Nè. Chị thằng tối chơi đó, rồi dạ ban ngày chị ra đây là chị nói là vụn hết trơn. Bán ngoài lọn này nè. Hai lọn, ba ngoài lọn này có 10 nè. Cho muốn đồng nó ngon hơn. Cái này còn rau muống còn mềm là ít bữa nữa lạnh thôi, cái rau muống đó nó cứng à. Bà mẹ không có biển hả? Biển là người thời bây giờ biển trần luôn mà. Bỏ đi cái nào không ấy, bỏ đi đừng có dối. Này cái đường nước nè, đường chim sâu. Ơi, mày có quay gì không? Quay lượt đi thùng bơi không? Sao mẹ không nói gì biết gặp gặp không chảy? Người ta phải là chuyện nói gì đi chứ. Thôi đó thôi đi chùa mai mốt ta ăn nữa. Chùa ai? Chùa mùa sao xuống ăn. Đâu đây cũng hay là hái là hái rau muống ngày về làm gỏi với bông chiên điển ăn chấm cá linh ăn được không bà con? Mày ơi rồi chết chùm cá. Sao? Quẩy quá. Đó là gì?
không, bà đứng giữa hai, còn cái thằng ngồi đầu này sợ nè, nó run ngồi. Cái này hái rau muống là về hả? Hái rau muống về hả? Đi đâu? Chứ đâu có đi gì hả? Đây đâu có chợ đâu đi. Chứ giờ muốn đi đâu nữa? Giờ muốn đi đâu nữa? Tôi nhắm hướng được đi. Có non nhiều. Ở đây những ngày nào nó có. Ờ, gì được rồi, dễ ơi. Bơi là gái chơi với mày. Sao sợ rồi. Không sợ bị bắt cóc, nó chua nữa cả nhà. Mấy cái đám mà xanh xanh này rau muống. Tưởng đi giờ dở dớn cái gì. Rồi, hái rau muống dở nó hỏng ra. Hái rau muống không người muốn ăn gì hết. Không bỏ nữa. Để nó hái. Cái muống này mà là chưa ha. Cái giòn nó. Cái cọng nó to. Bên này cái quay đâu xa xa chứ quay chỗ này hoài không? Có, quay rồi. Đến là mình bơi hay dớn à. Bơi hay dớn là quay. Mới biết mình đi về miền Tây rồi. Khoe cổ đi. Khoe cái mặt ra coi. Đẹp trai không? Alo. Tôi là miền Tây. Đây sao? Còn kia là dân miền Bình Dương. Còn sao là miền Trung. Mấy hôm nay có miền Tây bây giờ giống như khoan mới dướng rồi mà có tới hồi đến như vậy thôi mình mặn được hai vụ thôi ở đây đâu có qua đâu không tại nó ổng kiên cố như mấy cái chuyện kia người ta làm vụ qua hết rồi tại mấy năm nay mới có nước nè chứ họ lặn rồi nó khô que mới ngập vào mãi nước gì nó có phù sa nè thỏa mãn chưa còn đi chợ nữa mới thỏa mãn nha với này chợ nhóm kìa ở đây như cái cây này nó ngập rồi mai mốt nó hết rồi nó không bị chết không à, cái cây này nó chuyển nước là chuyển nước cây này cái mẹ phải không nó không chuyển nước gì nó chết không chuyển nước là nó chết hả đem đi bán từ từ mới lại đây cho nó nổi cái ấy lên mình bước lên mới đưa không anh đánh. Anh ba sụt lui ra đây nè trời ơi bước từ từ lên từ ngự đấy quay cảnh mày nó đẹp rồi không rồi lên không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
này ông anh thứ năm ổng đổ dến nha bà con. Dến này là chị thứ tư, là chị ruột. Chị ở Sài Gòn. Bà con thấy không, miền sông nước không, miền Tây mình không, đã không? Đã gì cực chứ chết. Quay phim này kìa. Quay phim đưa. Kêu quay mà. Đưa về Sài Gòn mà. Ờ, quay phim đây, nói chuyện lên. Bữa nay em chạy qua. Bữa nay mấy con này chui rồi. Chui rồi. Chui rồi. Đồ ăn quá trời nhưng cũng lạnh cái đống cá linh gì sáng đó. Đó tép à, tôm tép mà đủ cái mấy không đó. Quay tôm tép rồi coi chơi rồi, bữa nay xui rồi. Xui rồi. Một bữa là minh mông luôn á. Ừ, cái mấy lòng đó. Nó đào đổ, nó đào đổ gọn. Trời ơi, vậy cũng được rồi. Trời ơi, có nhiều đâu. Trời ơi. Ờ, bữa rỗi rồi, nó đầy vậy nè. Không ép lên. Nó hấm dữ chắc. Ờ, vậy hả? Ừ. Ờ, hấm là mưa đó. Cá nó chạy gì? Nó tắt. À, nó tắt. Cá... Hấm tầm bơi lớn nó với tầm bự vậy không, mà đặng kiếm mấy vậy đó. Trời ơi, đã ha. Vậy cho mấy trăm ngàn ký đó, ở Sài Gòn á. Ừ. Cái đây có nhiều ký hả? Đây có trăm mấy. À. Trời ơi trời giờ. Bún cái giờ đi luôn. Đâm rồi. Dứt vô ngón tay. Ký mấy đó. Ờ đã ta. Cái này ăn chắc cây nó tròn hả chị, nó không cứng không? Dạ. Nó cứng. Bà con biết con cá này cá gì không bà con? Cá này ai ăn bơm mê là bị nổi lấy đi, giúp mẹ đi, mấy gì? Lan! Vậy hả? Ừ. Ngứa hay sao? Nó ngứa nó lan mặt luôn. Cái gì vậy? Ừ. Bỏ không rồi. Giúp đi!